Thưa quý vị và các bạn, Đại tá Nguyễn Văn Bảy, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phi công từng bắn rơi 7 máy bay của Mỹ vừa qua đời. Ông được xem là một trong những huyền thoại giai đoạn kháng chiến chống Mỹ khi sử dụng MiG-17 tiêu diệt các loại máy bay hiện đại của Mỹ. Mời quý vị cùng nhìn lại những thước phim lịch sử để hiểu hơn về người anh hùng này. Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1936. Ông nhập ngũ từ năm 17 tuổi. Năm 1960, được chọn đi học lái máy bay ở Liên Xô. Trở về nước năm 1965, ông Bảy thuộc biên chế của Trung đoàn Không quân Tiêm kích 923 tham gia bảo vệ miền Bắc. Với lối đánh áp sát, đối đầu, anh hùng Nguyễn Văn Bảy luôn được đồng đội khâm phục vì có những suy nghĩ bất ngờ sáng tạo trong kỹ thuật không chiến. Một là không được cao, leo lên cao là thua. Đấy. Phải xuống, nó trên cao mình phải kéo nó xuống thấp. Đấy. Nó muốn chạy thì mình bắt buộc nó phải hoành lại. Nó đánh với mình vì mít 17 á, là bắn súng, cái tầm bắn phải gần. Trong 13 trận không chiến bảo vệ bầu trời miền Bắc, cánh én bạc Nguyễn Văn Bảy đã bắn rơi 7 máy bay đối phương. 7 khi lên máy bay rồi đó, thì anh ta có cái bình tĩnh cực kỳ, vừa là cái bản chất của đồng bằng sông Cửu Long. Bản chất của đồng bằng sông Cửu Long, những cái cắn nữa là rất bình tĩnh và khôn ngoan, mà Bảy đã bắn, đã nổ súng là chỉ có rơi. Đầu năm 1967, ông Nguyễn Văn Bảy được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những anh hùng đầu tiên của mặt trận trên không. Trong suốt thời gian phục vụ quân đội, anh hùng Nguyễn Văn Bảy từng giữ các chức vụ quan trọng như trung đoàn trưởng không quân, phó tư lệnh sư đoàn, phó tham mưu trưởng quân chủng không quân. Đến tuổi nghỉ hưu, về lại quê nhà ở huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, ông Bảy cũng là tấm gương sáng của mọi người. Về địa phương sống rất là trang hòa, cả như là tình làng nghĩa xóm, rồi trong đó cái đóng góp cho địa phương cũng rất là nhiều. Đại tá Nguyễn Văn Bảy là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp S, danh hiệu có từ chiến tranh thế giới thứ hai dành cho những phi công bắn hạ từ 5 máy bay đối phương trở lên. Vị anh hùng một thời tung cánh bảo vệ bầu trời tổ quốc nay đã đi xa, nhưng hình ảnh bình dị mà kiêu hùng của phi công Nguyễn Văn Bảy vẫn được nhắc mãi.